Kính chào anh chị nhà đầu tư đang quay trở lại với video trên kênh Điện thoại Tinh Ninh. Em là Hoàng. Những ngày gần qua thì tình hình dịch đang rất là căng thẳng nha anh chị, không có tốc độ phiên giảm. Để mà không có gián đoạn cái kênh thì hôm nay em tiếp tục up video cho anh chị xem. Vừa lúc chiều nay thì em đọc báo đã thấy thành phố Hồ Chí Minh giãn cách thêm khoảng 30 ngày nữa, bắt đầu từ bữa hôm nay nha. Cho nên thì tốc độ ra video của em sẽ là một tuần một video nha anh chị. Anh chị nhớ theo dõi đón xem. Ngày hôm nay sẽ là hai lô đất, một lô đất bắt đầu từ vị trí này, kéo dài tới góc cột này là 15m. Tiếp tục một lô kế bên nữa là 15m. Đấy, hai lô liền kề. Hậu vào sẽ là 65 hết nha anh chị. Đấy, sắp xỉ 65m. Và bây giờ thì em sẽ cho anh chị xem được cung số hồng của hai thửa đất ngày hôm nay nha. Vì thông tin của hai thửa đất khá là giống nhau về phần diện tích cũng như giá cả thì em sẽ show cho anh chị xem thông tin của một cuốn sổ thôi ha. Còn sổ sách của mình hiện tại là chính chủ nằm tại nhà, quý anh chị yên tâm. Vị trí thửa đất của mình nằm tại ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Đây là cái lô lên đến diện tích là 974m2, lô kia cũng sẽ như vậy nha anh chị, gần 1000m2 đấy. Trên đất của mình thì có 100m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đấy, có sẵn 100m2 thổ cư để anh chị có thể về xây nhà rồi. Và tiếp tục sang hình dạng thửa đất, như anh chị đã thấy trên màn hình thì bề ngang mặt tiền đường của mình là 15m. Quý anh chị cộng được hai cái phần diện tích á, dài xuống hai bên đều là 65m. Mặt hậu vẫn là 15m, một lô đất hình chữ nhật nha, vuông với mặt tiền đường. Và con đường này là con đường đất đỏ, khu vực đông dân cư, và hiện tại thì quy hoạch lộ giới của nó sẽ là 20m đường thông, nói liền ra mé đường dầu đường 14C nha anh chị. Và thêm một phần thông tin đặc biệt nữa là lô đất của mình nó sẽ cách chợ Cao Su chỉ khoảng 800m thôi, rất là gần luôn anh chị. Hơn nữa thì khu vực đông dân cư hướng này là ra chợ Cao Su nè, xe cộ chạy tấp nập nha. Đây là cây trụ giữa hai lô đất nè anh chị. Bên đây kéo dài qua 15m. Đấy, hậu dài vào là 65. Bên đây kéo dài sang phải vẫn là 15m, kéo dài vào 65. Hai lô đất. Nếu anh chị mua luôn hai lô này thì mặt tiền của mình ra đến gần 30m lần anh chị. Một đất khá là lớn nha. Bên mé bên kia chạy qua thì nhà cửa đối diện với nhau, san sát hết. Và hiện tại thì trên đất của mình chủ đang cho thuê để trồng mì nha anh chị. Đất trồng mì thì đảm bảo là thế đất cao ráo rồi, ngang mặt tiền đường chứ không có thấp hơn. Đây là cái ranh nè anh chị, đã có kéo dây thẳng đến những góc cột phía sau, cắm trụ phân ranh rõ ràng, dài đủ 65m cho đất mình luôn. Nói về thế đất ngày hôm nay thì khá là đẹp rồi, thổ cư và cây lô năm sẵn sàng để anh chị mua về có thể kinh doanh hoặc là xây nhà ở lập vườn nghỉ dưỡng cũng được nha anh chị. Khu vực này về chợ búa, trường học, bưu điện cũng như rạm xá rất là gần, đầy đủ tất cả các tiện ích. Và có thể nói khu vực này thì là khu vực thường xuyên em di chuyển qua, cho nên là những video trên kênh Điện thoại Tinh Ninh anh chị cũng sẽ nắm được cái giá đất ở khu vực này. Một tí em sẽ thông báo cũng rất là hợp lý để anh chị có thể cân nhắc và ra quyết định đầu tư nha anh chị. Trên đây là sơ bộ về thông tin của hai thửa đất liền kề nằm tại vị trí là ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh mà em muốn giới thiệu đến chị. Còn bây giờ thì em sẽ đưa anh chị từ vị trí hai lô đất này cái hướng ra được chợ Cao Su, và em sẽ không tour clip cái khúc đường đi nha anh chị, bởi vì cái vị trí của mình rất là gần chợ Cao Su cũng như là trường học luôn. Thông tin em xin nhắc lại, hai lô đất của mình liền kề là mỗi lô 15m ngang, thì tổng hai lô là 30m mặt tiền đấy, dài vào là 65, mặt hậu vẫn là 15 15, thì tổng mặt hậu vẫn là 30. Hai lô đất chung dứt hết, và mỗi lô thì có 100m2 thổ cư, còn lại là trồng cây lâu năm. Còn nếu mà tính luôn hai lô sẽ là lên đến 200m2 thổ cư, phù hợp cho mình có thể xây nhà hoặc là đầu tư. Thì hiện tại chủ đang kêu bán hai lô đất này với giá trị mỗi mét là 48 triệu. Còn nếu như anh chị mua luôn hai lô này thì cái giá có thể sẽ hời hơn nha anh chị. Nếu mà tính 48 triệu một mét á, thì anh chị tính một lô đi,
Anh chị lấy 48 nhân cho 15 miếng mặt tiền, nó sẽ ra là 720 triệu một lô. Đấy, tổng hai lô sẽ là 1 tỷ 440 triệu. Nhưng mà cái giá này sẽ là cái giá thương lượng chính chủ trong mùa dịch Covid khó khăn này. Thì anh chị nào thiện chí xin hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại là 098 1877 139 để có thể đặt lịch đi xem đất cũng như là biết thêm thông tin về lô đất của mình, để tình hình dịch Covid nó khả quan hơn, xã hội có thể di chuyển dễ hơn thì anh chị xuống xem đất nha. Còn anh chị nào đã đầu tư và gặp em giao dịch với em rồi, nếu thấy thích lô đất này thì cũng liên hệ với em qua Zalo hoặc là điện trực tiếp số điện thoại để có thể nắm thông tin về lô đất cũng như là giá cả thương lượng như thế nào. Tình hình nếu mà Tây Ninh hết giãn cách xã hội, em có thể di chuyển xuống cái khu vực này được, thì em sẽ tiến hành chốt cọc cho anh chị nha. Anh chị yên tâm. Đó là tất cả về các thông tin, giá cả cũng như là hình dạng thửa đất mà em chia sẻ đến anh chị. Vị trí này là vị trí chợ cao su rồi anh chị. Bên phải là một cái trường tiểu học nè. Bên trái là chợ cao su, bưu điện, cây xăng. Vị trí này cũng rất là quen thuộc đúng không anh chị? Từ vị trí thửa đất, anh chị di chuyển về Ủy ban nhân dân xã Long Giang là khoảng 2 cây số, di chuyển về trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 16 cây, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 75 cây nha anh chị. Thì đến đây, nếu anh chị nào đang còn xem, xin hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ video này để có thể xem thêm nhiều video mới nhất, sớm nhất trên kênh Điện Thoại Tây Ninh mà em vừa đăng. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em Đào Hoàng xin trân trọng kính chào.